tên là Thọ, mình 27 tuổi, mình graphic designer. Mình tên là Duy, thì hiện tại mình đang là product owner của một cái website về thương mại điện tử ở Việt Nam. Mình tên là Trang, thì hiện tại mình đang theo học khóa UX UI của cô Thuy An. Mình là Lê Cương, hiện cũng theo ngành công nghệ thông tin được 2 năm. Mình tên Thảo, mình là graphic designer. Mình tên Hân ha, thì hiện tại mình đang làm về marketing. Mình biết trên mạng, chứ mình có người bạn này cũng là giảng viên ở đây. Cũng có một số bạn bè là design thì họ có giới thiệu qua đây. Mình biết khóa học này qua Facebook và cũng như là qua lời giới thiệu của những người mà đã từng học ở đây rồi. Mình thấy rất uy tín cho nên mình theo học. Mình cũng search ở trên mạng thì cũng thấy có nhiều bạn đã trước đây đã học review ở đây thì cũng là tốt. Nên mình cũng đăng ký mình học. Mình có thông tin khóa học là từ những cái bạn học viên cũ. Mình học khóa này là để mở rộng thêm chuyên môn của mình. Với lại hiện tại thì công việc của mình cũng có tiếp xúc với lại UI, với UX. Thật ra mình biết đến Keyframe là qua bạn của mình. Bạn của mình thì học một cái khóa khác, nhưng mà mình đang có kiểu muốn là tìm hiểu về cái product design á. Thì mình tham khảo khóa học này và đăng ký luôn. Diễn viên thì chị An rất là nhiệt tình, đưa là ra một cái lượng kiến thức rất là nhiều và bổ ích. Mình rất là quý cái sự tận tình của chị An. Và cái lượng kiến thức thì rất là hay và cái nhiều cái mình rất là vỡ lẽ ra giờ mới biết. Anh đánh giá về chương trình học thì chương trình học rất là rộng. Và nó không phải là thiên về UI, UX nữa mà nó thiên về Product Design. Thì anh cũng đánh giá khá là cao về cái nội dung này. Về giảng viên thì giảng viên có kiến thức rất là sâu rộng về mảng về UI UX design. Giáo viên rất là nhiệt tình và cho có nhiều bài tập, anh thấy là khá là chất lượng. Mình thấy là chương trình học ở đây là nó rất là phù hợp với là mọi level luôn. Nghĩa là các bạn có thể từ cơ bản mà bạn đi theo học đây để có thể bắt được những cái xu hướng mới nhất. Thì cô dạy rất là nhiệt tình, có tâm. Chương trình học ở đây là khá sát với thực tế, những cái kỹ năng cần thiết từ cơ bản cho tới trung cấp để mà có thể phục vụ được cái công việc. Thì mình cũng làm trong ngành thời gian rồi, thì những cái cơ bản, có những kiến thức mình có lỗ hổng á, thì ở đây nó cũng fill những cái lỗ hổng đó. Mình rất là hài lòng với lại chất lượng của lớp và chất lượng giảng viên là cô An. Thì cô An dạy rất là nhiệt tình, với những cái kiến thức của cô An thì rất là thực tế. Mình khá là hài lòng và vui khi là học được cái khóa này. Mình học được rất nhiều cái kiến thức và kiểu như là kiến thức về foundation cũng như là kinh nghiệm thực tế trong cái khóa học này luôn. Chắc mình cho 9,9 điểm. Thì anh đánh giá là 9 điểm. Mình sẽ cho 95/100. Mình sẽ cho 9,5. Mình cho điểm 9 ha. 9.5/10.